Em xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác yêu Hoa Lan trên toàn quốc nhé. Hôm buổi sáng nay là em lên cho các anh chị một số đơn hàng, là vài đơn hàng nha các bác. Hôm nay là trời mưa, cho mấy đứa nó ít đi lấy hàng các bác. Đó, vẫn là mà yêu đơn nào thì các bác cứ lựa chọn đơn đó cho em. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là đơn combo. Đây là một cây sóc rất là to luôn các bác nhé. Đó, bao chuẩn hàng 4 đơn này, quế tím này các bác này. Đó, đơn này là gồm quế tím này, nhiều quế tím, một cây trâu này, hai cây trâu này, ba cây trâu này, nó ba cây trâu này các bác nhé, ba cây này, với lại mấy cây nhãn như thế này, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 7 cây, 7 cây nhãn, 7 cây nhãn, 3 cây trâu, 7 cây nhãn, 8 cây nhãn đi, 8 cây nhãn, 3 cây trâu, với lại một cây sóc to, với lại mấy đơn quế tím các anh chị nhé. Đó, anh chị nào mà chốt đơn này em để giá 150 thôi. 150 là combo trâu nhạn quế tím sóc. Bắt đầu chốt hình đầu tiên cho em là 150. Sang hình thứ hai là đơn hoàng nhạn các bác nhá. Đây, hoàng nhạn này là hoàng nhạn tháng 4 này. Đó. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn này, một khúc hai cây luôn các bác nhá. Khúc hai cây này. Năm cây này. 6 này, 7 này, 8 này, rất là đẹp. Và 9 này, 9 khúc. Toàn là cây nó to ngang nhau như thế này. Anh chị nào mà yêu đơn này, em để giá là 250k. 250k cho một hình số 2 nhé. Hình số 2 này. Và hình số 3 các bác nhé. Hình số 3 là gồm có đơn trâu. Đơn trâu rời nha các bác. 1 này. Đó, bao chuẩn hàng 4 đô này các bác này. Còn nguyên si bò rễ luôn. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Lá mít rất là đẹp luôn. 5 này. 6 này. Lá mít bao phê luôn các bác. 7 này. Đó. Shop em 7 cây như thế này. Bao chuẩn hàng buôn đôn. Anh chị nào mà chốt yêu đơn này, em để giá là 300k đơn này nha các bác nhé. Nếu mà shop khác đơn này người ta phải bán là 200k. 200k các bác phải xem lại mặt hàng có phải là hàng bôn đôn không. Đó, các bác phải xem lại ký giùm em. Nhưng mà bôn đôn của bọn em 7 cây như thế này cân đã nặng cả rễ rồi. Ký 1 triệu một ký. Đó có phải dễ dàng gì mà ăn đâu các bác. Đó, toàn là cân rễ chứ đâu phải là cân lan. Đó, chỗ shop khác người ta bán ví dụ như thế này chỉ có 200.000 thôi. Nhưng mà shop bên em chuẩn buôn đôn, chuẩn mặt hàng thì đơn này phải 300.000. Nhưng mà các bác mà mua hàng thì các bác phải xem lại đơn hàng các bác nhé. Tiếp tục là hình số 4. Một cây này. Hai cây này. Tại vì em để trong ngoài vườn hôm qua mưa quá các bác. Ba này, một gốc này là ba cây luôn. Bắt đầu chốt ba cây này em để giá 120 này. 120 ba cây toàn rất là đẹp luôn này. 120 đơn này. Hoàng nhãn nữa các bác nhé. Bác này yêu hình số 4 giùm em. Hình số 5. Hình số 5 này. Đó. Giờ hàng về toàn nguyên bản, toàn là mấy cây lý nhí như thế này. Kiếm đâu ra hàng to các bác. Đó. Kiếm đâu ra hàng to như thế này. Đó. 2 này. 3 này. 4 này. 4 cây trâu nguyên bản như thế này. Anh chị nào mà hốt yêu này, em để giá là 220k này. Đơn rất là đẹp luôn các bác nha. Toàn lá mít này. Đó, cây một cây này là lá xếp thôi. Ba cây lá mít rất là đẹp. Đấy. Người ta thì đi kiếm hàng ở vùng nào á. Nói chung là người ta đi kiếm á các bác. Dân không phải dân địa phương ở đây đâu. Nói chung là người ta đi kiếm á. Dân chỗ khác. Là người ta phải đi kiếm gần Giáp Cam á các bác. Đi gần Giáp Cam là người ta phải lấy hàng. Gần đấy toàn cây to về thôi. Chứ buôn đôn giờ kiếm đâu ra mà cây to như vậy. Có toàn là cây nhỏ, hên lâu lâu thì mới được cây to thôi. Chứ gần cây mà to mà chà bá bằng gần mấy lạng của bọn em bán, gần 1 triệu của em bọn em bán á, người ta bán 200-300 nghìn gần đấy á. Thì bây giờ thì không có luôn á. Chứ người ta bán cây đấy là 200-300 nghìn. Thì cái đấy thì người ta đi lấy ở chỗ vùng gần giáp biên giới các bác. Với lại dân ở đấy thì người ta gần biên giới, người ta đi qua đấy, với lại người ta cũng có họ hàng, nên người ta lấy vợ lấy chồng cũng gần đấy, người ta đi lấy.
Nên cái hàng ở đấy thì nó vừa rẻ, người ta cân 500, 600 nghìn một ký thôi. Chứ còn em thì cân 1 triệu một ký là các bác biết rồi. Đó, người ta cân lấy hàng to thì người ta bán nó rẻ. Về người ta cân bán rẻ còn bao ship nữa, các bác phải xem lại mặt hàng nhá. Đó, đấy là em chỉ chia sẻ vài cái câu nói đấy thôi. Có người thì nó lại bảo em, người ta sợ bán hàng không được các bác. Nên giờ bọn nó toàn chống đối hết rồi. Nó sợ bán hàng ế. Nên mà nó bảo là hàng buôn đôn giờ bảo là tuyệt chủng. Nó thật là tuyệt chủng gì mà tuyệt chủng các bác. Nó thật thì có, nhưng mà nó nhỏ li nhi như thế này này. Nó tự mồm mà nó ra bảo là tuyệt chủng thôi. Đó, nó bảo là cái câu gì mà trâu bồ ghét trâu ăn. Rồi cái câu gì mà ghen ăn tức ở, cái câu đấy dành cho bọn nó hết thôi. Chứ em buôn bán thì nó thật thì em buôn bán thì em chỉ kiếm vài đồng ăn qua ngày mà. Sau này thì không có lan thì bọn em cũng phải đi kiếm nghề khác thôi. Đâu phải ở một chỗ mà kiếm lan này kia. Thời xưa thì người ta làm gỗ thì làm một thời. Thời nay thì người ta là buôn bán lan thì làm chỉ làm một thời thôi các bác. Chứ đâu phải là làm cả đời đâu. Nó thích làm cả đời thì kiếm đâu ra lan. Trừ khi là kiếm hàng Thái, hàng này kia buôn bán sau này thôi. Chứ còn hàng rừng thì nó thật thì nó chỉ tầm cây nhỏ nhỏ như thế này thôi về bán. Đâu có khi sau này thì kiểm lâm mà không cho đi vào rừng, không đi kiếm. Với lại kiểm lâm cho giống kiểu là căng quá không cho đi rừng á. Thì nó không được đi mới có không có hàng thôi. Chứ bây giờ thì kiếm thì hàng vẫn có nhưng mà có nhỏ nhỏ. Còn tạp thì nó rất là nhiều. Đấy, nếu mà cây quế này rồi cây sóc này kia thì nó cũng nhiều đấy các bác. Đấy, thì hồi xưa thì người ta làm gỗ thì làm bầm bầm thì kiểm lâm nó không căng thì người ta làm thoải mái, làm ăn được nhiều tiền gỗ thì người ta mừng, tưởng là làm cả đời đâu phải cả đời đâu. Giờ kiểm lâm người ta căng. Nó chặt chặt cây phá rừng bây giờ thì nói thật. Đấy, thì người ta chỉ muốn tốt cho mình thôi. Đấy, kiểm lâm nó mới bảo vệ kiểu đấy. Tại vì để cho nó bảo tồn rừng rú cây cối này kia, kiểm lâm nó mới giữ lại bảo tồn của đất nước quê hương các bác. Đấy, chứ giờ mà kiếm làm gỗ phá rừng này kia thì giờ thì toàn là trống trơn, đất nào đất đấy không có cây không có cối, sau này mà lũ có mà quét sạch luôn. Đấy, giờ phải có cây có cối nó mới chống được lũ các bác. Đó, bây giờ mà nó bảo là ghen ăn tức ở cái này cái kia thì cái đấy dành cho bọn nó hết thôi. Nó chỉ về quay được lô hàng nó bảo này bảo kia. Đấy, cái đấy thì nó thật với các bác. Hàng bây giờ kiếm đâu ra, trừ khi là nó lấy. Nó thật là chỗ em thì cũng gần. Ví dụ mà đi qua bên đấy nhà khu dân đấy thì các cũng gần 30 cây số các bác. Đó, vào đấy là dân ở đấy là người ta phải bọn nó hứa hẹn nhau bảo đi lấy hàng này hàng kia. Rồi bọn nó đi lấy gần giáp công các bác. Tại vì dân ở đấy thì đi. Tại vì em có cái ông chú kia là bố chồng của con bé kia, nó đi ông đấy đi cả gần giáp công luôn mà, đi gần công luôn mà. Tại ông đấy quen với người Câm. Người Câm thì người ta nói tiếng đồng bào thì mấy ông đấy cũng hiểu sơ sơ. Có người thì người ta biết. Đó, người ta đi đi gần Câm, có khi lấy gỗ thì người ta đi lấy toàn ở Câm hết các bác. Tại vì ở đấy thì vùng cấm có ai dám vào đâu. Thì dân ở đấy thì người ta vào đấy lấy ở đấy nó thật với các bác nhá. Cây ở đấy riêng cây thì nó toàn leo cây thấp 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 thôi. Đâu có phải leo cây cao mà 1 2 mét gì đâu. Nó toàn là thấp 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 gì không à. Leo cây mà giờ mà ở vùng mình mà người ta leo 4 5 mét các bác. Ở đấy thì nó thật chắc tầm mét là hết đắt rồi. Đó, cây rất là thấp luôn mà hàng thì chả bá hàng to rất là to, hàng toàn là hàng khủng này kia thôi. Hàng toàn là sân nó thật là cây bồ đôn, cây hàng cam á, lá nó xanh dài, trồng thì nó lâu ra rễ các bác. Đấy, có khi thì nó không được như hàng bồ đôn của mình, hàng rừng bao chuẩn rừng của vùng mình nhá. Thì cái cây nguyên bản cho dù cây nhỏ cây to, trồng khoảng các bác trồng thêm 2 tuần, các bác chỉ cần cắt tỉa rễ trồng luôn 2 tuần là nó ra rễ rất là nhanh luôn, hàng rừng bồ đôn mình á các bác. Đó, em chỉ nói thế thôi. Người nào mà có tật giật mình sợ buôn bán ế ẩm á thì nó giờ ghen ăn tức ở thì cứ kệ cho nó ra nói ra thôi. Chứ gần giờ em chia sẻ cho các bác vài kinh nghiệm đấy. Với lại nó buôn bán thì nó thích nhà ăn nhà lầu xe hơi
thì nó chỉ muốn ăn đồng tiền của bác thôi, chứ còn em thì ăn vài đồng, 3 đồng thì em chỉ ăn sống qua ngày thôi các bác. Đó, em chỉ nói vậy thôi. Và em sẽ đến đơn hàng. Đơn hàng số 7 là combo này. Combo này là gồm có đây. Can diệp nha các bác nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này. Một khúc quế tím, hai khúc quế tím này. Ba khúc quế tím gốc 2 cây này. Đó. Một dáng hương tam bảo sắc này. Một cây nhất điểm hồng các bác này. Đó. Một cây đây này là cây trứng bướm chi chít luôn các anh chị nhá. Cây trứng bướm chi chít, bác nào mà sưu tầm hàng này thì mang về chơi nhá, bác nào chưa có mặt hàng này thì mang về chơi. Đó, em làm đủ đô đủ cặp nó rồi. Bác này yêu hốt đơn này em để giá 150 nhá. 150 đơn này các bác nhá. Đó, bác này yêu hình số 7 giùm em. Và hình số 8. Hình số 8 là hoàng nhạn nha các bác nhé. Đó. Giờ chủ yếu là dân nó đi lấy toàn mấy đứa con nít nó đi lấy toàn nhạn như thế này các bác này. Đó, toàn này nhỏ nhỏ thế này mình mang về các bác, mang về trồng hàng này bảo tồn hàng này thì nó rất là nhanh lớn nha. Đó, gấp 3 cây này. 4 cây này. Bữa em cũng quay cho các bác xem là con mấy đứa nhóc nhóc qua bán cho em là các bác biết rồi. Đó. 2 4 5 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. Đấy, 11 khúc này. 11 khúc nhiều cây. Anh chị nào mà yêu đơn này 220 nhá. 220 đơn này hoàng nhạn nha các bác nhá. Đó, bây giờ thì mấy đứa nó đi lấy toàn là hàng nhỏ li nhi thế này thôi. Đó, cái này thì nó ra rồi. Thì em bỏ cái khác thay thế. Đây, bỏ cây này vào đi. Cái đẹp luôn này. Đó. Giờ thì mấy đứa nó đi đi thì chỉ đi qua ngày. Đi ví dụ mà đi một ngày á. Ngày 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 hè á là mấy đứa nó không được đi học. Là nó phải đi sáng. Sáng là trưa hoặc là chiều về. Nếu mà nó thích đi. Còn không là nó đi từ chiều. Từ tầm 12 giờ. Là 4-5 giờ là nó về. Về toàn hàng như thế này thôi. Chứ còn đi xa thì không bao giờ đi xa tới đâu được các bác. Chứ dù đi xa kiểu nào cũng bây giờ có. Nhưng mà đi ngày, đi mà đi ngủ á. Nó đi ngủ á, đi tầm 6-7 thằng. Đi rồi ngủ khoảng 2-3 ngày. Là về có 4-5 ký thôi. Toàn là hàng nhỏ. Nói chung đây toàn hàng như thế này các bác này. Đó, với lại còn nhỏ hơn nữa. Nếu mà hàng to thì hên thì nó mới được thôi. Đó là nó đi về nó còn kêu căng không có lan này kia luôn mà. Nó đi ngủ đấy các bác. Đấy, buôn đơn là như vậy. Chứ em giờ em nói thì em nói thật lòng, bằng lòng của em. Chứ các bác tin thì tin, không tin thì các bác đi tin shop khác thì cũng sau này đừng có chịu thiệt thòi thế này thế kia. Đó, đây là em nói thật. Và em sẽ đến đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9, đây cây sau này các bác này, toàn cây đẹp luôn này. Lá mít. Cái này là hàng đi trong ngày về thôi các bác nhé. Hàng đi trong ngày đi, đi sáng chiều về này. Đây là mấy thằng em của em đi lấy đây. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đó, cái lá mít rất là đẹp. 6 cây toàn lá mít luôn nha các bác nhé. 6 cây lá mít toàn cây to này. Đó, anh chị nào mà yêu đơn này em để giá 300k này. 300k đơn này, toàn lá mít đẹp luôn. Tặng một cây to này nữa này. Đó. Món là chốt hình số 9 giùm em. Hình số 10. Hình số 10 này. Một cây nguyên bản này các bác này. 2 cây này. Đó. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. Đó, 5 khúc toàn hàng lá mít như thế này. Anh chị mà yêu hốt về đây này, lá mít này. Đẹp bao đẹp, 250 này. 250. Hình số 10 giùm em. Hình 11. Hình 11 nha các bác nhé. Đó. Hình 11. Một cây này. Cây lá mít cây to nha. Một cây này. Hình thế này là to rồi đó các bác. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. Đó, hàng này toàn mít. 6 cây này anh chị nào mà hốt về
Đây này toàn đẹp, lá mít toàn cây to. Chỉ mà hút đơn này 300k này. 300k đơn này nha bác nhá. Đó, phiên sáng trưa em chỉ có một số mặt hàng đấy. Mà em cũng chia sẻ một số vài kinh nghiệm đấy cho các bác. Các bác nào mà nghe thích thì nghe. Đó. Thì các bác đặt đúng chỗ thì các bác cái đấy là các bác mua hàng cũng rất là hợp lý. Các bác còn bác nào mà không tin thì các bác mua hàng thì sau này cũng chịu thiệt thòi của các bác thôi. Đó, còn bác nào mà chốt đơn nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Cái đấy là em nói thật với các bác là buôn bán. Giờ thì người nào bán được, người nào không bán được thì cái đấy em cũng chả sao hết. Thì cái đấy thì em chỉ nói sự thật của em thôi. Đó, bây giờ thì em buôn bán thì nói thật, mình bán hàng có tâm. Thì cái đấy thì khách hàng người ta cũng phải nói hàng mình chuẩn này kia. Rồi khách nó còn khen, mình còn mừng. Người nào mà bán hàng có tâm sau này thì có khi thì trời nhìn, khách nó cũng chửi các bác. Bán kiểu đấy bán làm cái gì? Đó, chỉ lừa lọc này kia, ăn tiền của các bác. Ăn kiếm tiền của các bác, nó kiếm cả mấy tiền hàng đấy. Rồi sau này thì nó làm nhà lầu xe hơi, thì nó chạy xe sướng. Còn em thì em chỉ buôn bán kiểu này thì ăn qua ngày thôi. Đó, bác nào mà yêu đơn nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nha. Em xin chào tất cả các bác nha.